Xin mến chào quý vị, cô chú, anh chị và các bạn thân mến. Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo10 TV. Hôm nay thì Neo10 TV xin được chia sẻ với quý vị hai trong số những cái email của ngày hôm nay. Và mình thấy là hai cái email này không biết rằng có phải là từ hai mẹ con trong một gia đình hay không, mà tại sao hai cái email đọc ra đó mình thấy nó rất là logic với nhau, rất là hợp với nhau luôn. Thì cái email đầu tiên thì mình có thấy như thế này nè quý vị. Có một cô cổ gửi cho mình cái email, cổ không có nói tên nhưng mà cổ chia sẻ với mình là hiện tại cô có đứa con gái, năm nay nó 25 tuổi mà nó đang yêu một cái người đàn ông ở nước ngoài. Và cái chuyện nó sẽ không có cái gì đáng để mà cô phải kể ra đây nếu như mà nó không phải phải lòng yêu một cái người đàn ông già, mà phải nói là khá già, tuổi của cái người đó còn sắp xỉ hơn cả tuổi của cô. Và mỗi lần mà cái người đó tới nhà gặp cô chơi này kia, qua nhà cô á, cũng giống như là con gái cô dẫn về để cho cô gặp mặt á, thì cô thấy nói chung là cái người đàn ông đó họ cũng lịch sự đàng hoàng. Ổng cũng có đề cập tới cái vấn đề hôn nhân với con gái của cô. Nhưng mà sau khi mà nói chuyện thì cô biết được là cái người đàn ông đó quá khứ là đã từng ly hôn vợ và đã có con ở bên nước ngoài. Khi mà con gái của cô yêu một cái người đàn ông mà lớn tuổi nhiều như vậy thì mấy bà hàng xóm ở gần nhà đó bắt đầu xì xào bàn tán, cho nên làm cho cô rất là ngại. Mà cô ngại thật khi mà một cái người đàn ông, hay còn gọi là một cái chàng rể tương lai, một cái thằng rể tương lai mà cái tuổi của nó còn lớn hơn cả tuổi của mình. Trong khi con gái của cô thì còn rất là trẻ, và cũng về hình thức, về ngoại hình đều rất là ổn áp luôn. Mà thêm một cái nữa là thu nhập, nó cũng mới ra trường được đâu khoảng tầm 3 năm trở lại đây, nhưng mà hiện tại công việc của nó đang làm manager cho một công ty, và công ty đó là công ty của nước ngoài, thì nói chung mức lương cũng khá là ổn. Vì vậy nếu mà nói về tài chính, hình thức, vẻ ngoài này kia thì con gái của cô là một cái người gọi là có thể biết bao nhiêu chàng trai xếp hàng để mà tới lượt. Mà không hiểu sao mà nó lại chọn yêu một người đàn ông lớn tuổi như vậy. Thì cô cũng có khuyên con cô là cái chuyện trăm năm mình nên suy nghĩ cho nó kỹ. Và năm nay cái tuổi của con thì lớn thì không lớn, mà nhỏ thì nó cũng không phải là nhỏ, cho nên là con cần phải suy nghĩ chín chắn. Cái người đàn ông đó gấp đôi cái tuổi của con tôi, có nghĩa là con của cô năm nay 25 thì cái người đàn ông đó sắp xỉ 50 quý vị. Thì cái sự chênh lệch tuổi tác nó như vậy thì không, cô không tin được rằng là liệu rằng con cô lấy cái người đàn ông đó có hạnh phúc được hay không. Nhưng mà con của cô mỗi lần cô đề cập tới cái vấn đề đó thì con cô gạt đi, tức là nó cứ gạt ngang, và nó cứ nói với cô là thời buổi hiện tại bây giờ không phải như ngày xưa. Cái sự mà chọn bạn đời con cái cân nhắc chọn người nào thì ba mẹ tôn trọng theo, chứ ba mẹ đừng có mà dạng như ngày xưa mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Cho nên là cô kể là con cô nó cứ bát ra và nó cứ nói cô là cái chuyện riêng của nó để cho nó tự quyết định. Nó còn nói với cô là lấy chồng xong rồi thì có khả năng nó sẽ đi theo cái người đàn ông nó qua bên nước ngoài để mà định cư luôn. Thì lúc đó cô không cần phải lo lắng là hàng xóm xì xào gì nữa, không cần sợ là thiên hạ người ta dị nghị. Thì khi mà con của cô nói với cô rằng là nó sẽ tương lai nếu mà nó lấy cái người đàn ông đó nó sẽ xa gia đình, nó sẽ đi nước ngoài, thì cô lại càng muốn ngăn cản, bởi vì cô không muốn là con cô một thân một mình đi qua đất khách quê người rồi lấy một cái người chồng già mà đã quá khứ đã từng có vợ và có con ở bên đó. Thì khi con gái của mình chân ướt chân ráo qua đó rồi, không biết nó lỡ nó có vấn đề gì, không biết nó trông cậy vô ai đó, rồi chưa kể lằng nhằng cái chuyện vợ cũ và con riêng nữa, cho nên không biết con gái mình qua đó nó sẽ như thế nào. Con riêng của ổng có chấp nhận con gái của mình hay không? Cô có rất nhiều những cái nỗi lo. Và càng gần tới cái ngày mà hai đứa nó định cưới thì cô lại càng thấy lo lắng bất an. Cô không muốn là cản trở hạnh phúc của con mình, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy trước những cái bất an đó mà lại để con mình nó lao vào để nó ôm cái khổ. Cho nên bây giờ cô rất là khó xử. Thì đó là cái email của một cô mà ngày hôm nay cô chia sẻ trong cái cô gửi email đến kênh Neo10 TV thưa quý vị. Và tự nhiên sau cái email đó thì một lát sau mình đọc thêm vài email nữa, thì trong đó có một cái email mình thấy nó cũng giống như cái email này. Mình không biết có phải là hai mẹ con cùng gửi đến kênh hay không nha, trùng hợp hay như thế nào mình không biết, nhưng mà mình thấy nó rất là logic. Thì thôi, sẵn đây mình đọc luôn cái email còn lại này để cho quý vị cô chú mình nghe luôn ha.
Thì cái email này là của một bạn nữ, bạn chia sẻ như thế này nữa quý vị. Năm nay thì em 25 tuổi và em đã tốt nghiệp đại học và ra trường đã đi làm được 3 năm. Bố của em thì đã mất từ khi em còn rất là nhỏ. Mẹ của em thì phải một mình bươn chải nuôi em ăn học. Cách đây 6 tháng thì em có gặp được một cái người đàn ông đào hoa từng trải và kém mẹ của em có vài tuổi thôi à. Mà cái người đàn ông đó đã ly dị vợ mà hiện tại đã đang nuôi hai đứa con trai ở bên nước ngoài. Thì cái sự gặp nhau, gặp gỡ nhau đó là tình cờ, đó là ở công ty của em. Khi mà em hiện tại em đang giữ vai trò làm quản lý cho một công ty, thì công ty có những cái khóa học mà để mà trau dồi thêm kỹ năng, cho nên là em mới đăng ký cái khóa học đó. Công ty tài trợ hoàn toàn cái suất học đó. Thì khi mà em đến cái khóa học đó, em mới tình cờ gặp được ảnh. Ảnh là người nước ngoài về Việt Nam để giảng dạy. Thì khi mà em gặp thì em và ảnh có cái sự liên kết với nhau từ cái việc trao đổi về những cái vấn đề học. Sau đó thì hai người bắt đầu tìm hiểu và làm quen, kết bạn và sau đó là yêu nhau. Ảnh cũng có ý định gắn kết với em cả đời. Tuy nhiên em lại vấp phải một cái sự phản đối từ mẹ của em và cũng như dị nghị của bên ngoài xã hội. Bây giờ em không biết phải làm sao đây. Thì thú vị, đó là cái email ngắn gọn xúc tích của một bạn gái 25 tuổi và bạn chia sẻ cái trong bạn nói là bố bạn mất từ khi bạn còn nhỏ và hiện tại bạn đang sống cùng mẹ và mẹ nuôi bạn ăn học từ bé tới lớn. Thì mình thấy cái sự tình cờ nó rất là giống, nó rất là logic với lại cái email kia luôn, đúng không quý vị? Quý vị mình đọc nghe xong em kể hai email mình thấy cũng rất là hợp lý luôn. Thành ra thì thôi, sẵn tiện em sẽ kết hợp hai email này làm một, giống như là chung một người đi ha, chung một đối tượng. Sau đó thì mình cùng đọc xong hai email rồi thì bây giờ mình sẽ cùng đưa ra một cái lời đóng góp ý kiến, chia sẻ. Đầu tiên thì ý kiến cá nhân như Mùa TV mình chia sẻ, sau đó thì cô chú anh chị mình khi mà lắng nghe xong tất tần tật á thì mình có thể điền ra một vài những cái suy nghĩ, cảm xúc riêng cá nhân của cô chú anh chị mình để có thể là từ đó đưa ra lời khuyên giúp cho các bạn này, cũng như là đưa ra một cái lời đồng cảm, động viên tinh thần cho cái người mẹ trong cái email. Thì thưa quý vị, thật sự mà nói nha quý vị, cá nhân Nêu 10 TV mình thấy thực sự không phải riêng một mình mẹ của bạn này, mà hầu hết những cái người mà người ta làm cha làm mẹ, những cái người mà người ta đã từng trải lớn tuổi, họ đều sẽ đồng tình với cái suy nghĩ của mẹ bạn này đó. Bởi vì là bất kỳ ai họ cũng mong muốn là con mình sẽ lấy được một cái người chồng hoàn hảo, hạnh phúc được vẹn tròn. Và dĩ nhiên cuộc sống thì nó muôn hình vạn trạng, mình không có thể nào mà mình lựa được cái người đàn ông mà gọi là giống y chang như cái mà mình đã suy nghĩ trong đầu. Đôi khi cái người mà mình mơ mộng lấy được thì cuối cùng cái người chồng thực tế của mình nó lại khác hoàn toàn với cái hình mẫu lý tưởng đó của mình. Vẫn có, thì cho nên mình không có nói được chuyện gì. Thì có người phụ nữ họ hạnh phúc khi họ lấy được cái người đàn ông toàn vẹn. Tuy nhiên cũng có không ít những người phụ nữ họ sẽ bất hạnh bởi vì lấy phải những cái người chồng như là vũ phu hay là coi thường vợ hay là gia trưởng vân vân. Vậy bây giờ mình sẽ nói chỗ này, do là cái bạn gái này nè, bạn có chia sẻ là nếu mà bạn cho bạn chọn thì bạn sẽ chọn lấy một cái người đàn, bạn sẽ không chọn lấy một cái người đàn ông còn trẻ. Nhưng mà và cái người đàn ông còn độc thân chưa từng kết hôn bao giờ, bạn sẽ không chọn lấy những cái mô típ người đàn ông kiểu đó. Bởi vì là bạn sẽ không được yêu thương, không được nâng niu trân trọng. Đó thì như vậy khi mà làm vợ những cái người đàn ông như vậy, bạn sẽ cảm thấy bất hạnh và bị thiếu thốn tình thương. Nhưng mà thực tế chắc một cái điều rằng là bạn có từng chứng kiến là có những người họ vẫn thi nhau, lấy nhau đều là mối tình đầu, nhưng mà lấy nhau cuộc sống mới bắt đầu nảy sinh ra nhiều vấn đề. Ví dụ dần dần, ví dụ như là người phụ nữ đó họ không còn nhận được cái sự yêu thương trân trọng của cái người chồng, người bạn đời, thậm chí họ bị bạo hành cả về thể xác lẫn tâm hồn. Thì cái cuộc sống của người đó họ vẫn coi giống như là cuộc sống, sống trong cái gia đình giống như là địa ngục. Bên cạnh đó lại có những cái người họ chấp nhận làm người đến sau, tức là cái người đàn ông đã từng có đời vợ họ vẫn chấp nhận là cái người đến sau, nhưng họ lại đổi lại là có một cái cuộc sống sung sướng hơn rất là nhiều người khác. Chính vì vậy không có ai trên đời này có thể khẳng định một điều là lấy người đàn ông từng có một đời vợ và đã có con riêng thì chắc chắn sẽ phức tạp, rắc rối gấp ngàn lần so với một người đàn ông còn độc thân. Và cũng không ai đảm bảo được rằng là người đàn ông đã từng ly dị thì họ sẽ biết nâng niu và quý trọng và giữ gìn hạnh phúc gia đình hơn. Cũng không có cái nào gọi là đúng hoàn toàn hết, và không có ai dám đảm bảo cái gì hết. Hồi xưa tới giờ
vẫn luôn luôn xã hội vẫn luôn có một cái định kiến rằng là đàn ông mà đã từng ly hôn thì họ sẽ rất là dày dặn kinh nghiệm về tình trường. Chắc chắn là họ sẽ phải có những cái tật xấu nào đó, ví dụ như là họ đã từng trăng qua nhiều, họ rượu chè hay là họ cờ bạc hay là mê game, hay là nói chung phải có những cái thói hư tật xấu xấu gì đó mà cái người vợ cũ họ mới quyết định ly hôn. Và cái quan niệm này nó không phải là không có lý nha. Thật sự khi mà mình va chạm và mình nghe nhiều, mình thấy nhiều thì mình thấy thật sự cái lý lẽ đó là nó có nguyên do, cho nên mà xã hội người ta mới định kiến như thế. Và khi mà người yêu thì không có nói gì, nhưng mà một khi mà bạn đã ký vào cái tờ giấy hôn thú thì chính xác là cái người phụ nữ sẽ bị ràng buộc cuộc đời mình và xác định là mình phải sống hết lòng hết dạ với cái người chồng và cái người con của mình sau này. Chỉ khi nào mà cái người phụ nữ đó họ bất lực trong cái việc giữ lửa qua gia đình đó, hoặc là họ không thể nào mà chịu nổi cái tính nết của người chồng đó, họ mới bắt đầu buông xuôi và cho qua cái cuộc tình. Vợ cũ họ không chịu nổi thì chưa chắc cái người vợ mới là mình có thể chịu đựng được, đúng không mọi người? Trừ khi là cái người đàn ông đó họ đã bị đổ vỡ cái cuộc hôn nhân đầu, họ rút ra được những cái kinh nghiệm, sau đó họ sửa đổi, họ không như vậy nữa, họ thành một phiên bản mới hoàn toàn, thì quả mai khi đó bạn gặp được cái người đàn ông như vậy trong cái ngữ cảnh đó thì quả mai bạn mới hạnh phúc hơn cái người vợ cũ của họ. Còn nếu họ vẫn chứng nào tật nấy, cái bản chất khó có lòng thay đổi được. Người ta nói giang sơn dễ đổ mà bản tính khó dời mà. Cho nên nếu mà trường hợp vợ cũ đã sống với cái người đàn ông đó mà xảy ra nhiều mâu thuẫn và không chịu nổi được cái tính, cái nết hay là cái nếp sống của người đó rồi, đã chia tay rồi, mà nếu người đàn ông đó họ không có cái sự rèn luyện, không có sự tu tập, không có sự thay đổi bản thân, thì chắc chắn là khi mà bạn đến gặp cái người bạn đến sau, bạn là người phụ nữ tới sau, bạn gặp cái người đàn ông đó, bạn chắc chắn sẽ lại tiếp tục sa vào cái vũng lầy một lần thứ hai, và chưa chắc là bạn sẽ sống trọn đời được với cái người chồng như vậy, đúng không? Và không phải mình, cái điều mà mình nói ra, mình đưa ra nó là vô lý. Bởi vì á, mình thấy ở trong cái email thì bạn gặp cái người đàn ông đó chỉ mới có 6 tháng thôi. Cái anh mà ở nước ngoài, cái anh mà ngoại quốc đó mới có 6 tháng thôi. Hai người chỉ mới 6 tháng, bạn chỉ biết sơ sơ xài về cái mối quan hệ là lúc ảnh đã có vợ có con bên nước ngoài thôi. Chứ mà gọi là bạn biết về cái tính cách của ảnh như thế nào, bạn còn chưa biết tới đâu cả. Đó, bạn cũng chưa từng chứng kiến những cái chuyện mà ảnh đã kể cho bạn về những quá khứ của ảnh thì cũng chưa luôn. Cho nên nó vẫn chưa có gọi là có cái gì để mà bạn bám víu được rằng là bạn đủ tin tưởng để mà có thể đến tiến xa hơn trong cái cuộc hôn nhân đó với cái người đàn ông ngoại quốc. Mà trong tình yêu, tất cả ban đầu khi mà mới yêu á, thì 6 tháng nó cũng có thể gọi là giai đoạn đó là giai đoạn mới yêu thôi. Và thường giai đoạn đó nó nhìn mọi thứ đều là màu hồng, và con người rất dễ bị mù quáng trong cái giai đoạn màu hồng đó. Nhưng mà một khi ký vào cái tờ giấy hôn thú, bước chân theo chồng, sống trong gia đình một mái nhà với hai con người, lúc đó cọ sát thực tế, chứng kiến những cái điểm tốt, những cái điểm không tốt giữa cái người bạn đời của mình, lúc đó mình mới biết được cái sự thật nó như thế nào, và nó sẽ không như những gì mà mình đã nghĩ. Cho nên nếu như thật sự mà bản thân của bạn, bạn cứ khăng khăng muốn gắn kết với cái người đàn ông mà bạn mới quen có 6 tháng đó, và bạn không muốn nghe những cái lời mẹ bạn góp ý rằng là mẹ bạn đưa ra lời khuyên, bạn những cái lo lắng của nỗi lòng lo lắng của một người làm mẹ, bạn không quan tâm, bạn chỉ biết được rằng là con tim bạn đang rất yêu cái người đó và bạn muốn lấy cái người đó đó, thì thật sự bạn muốn cho mẹ bạn yên tâm và bạn muốn thay đổi cái suy nghĩ của mẹ bạn về cái chuyện mà trên là tuổi tác bạn 25 mà chồng mà 50 á, thì bạn muốn cho mẹ bạn yên tâm và mẹ bạn không có bị cái định kiến xã hội người ta bủa vây á, thì bây giờ chỉ có cái cách tốt nhất là bạn không nên vội vội vàng vàng mà tiến xa hơn với cái người đàn ông đó đến mức độ là làm vợ làm chồng, mà cần có thêm thời gian để tìm hiểu hơn. Đó, mình vẫn ở cái mức mối quan hệ là tìm hiểu nha, tìm hiểu đó. Thì lúc đó mình xây dựng một cái mối quan hệ qua thời gian, nó không phải là một mối quan hệ một sớm một chiều. Thì nếu như sau khi mà mình trải qua thời gian, ví dụ bây giờ bạn đặt ra cho bản thân của bạn với lại cái người đó một cái cột mốc, đó là một năm rưỡi, thì bây giờ bạn với người đó đã quen 6 tháng, đã tìm hiểu sơ sài rồi, thì bây giờ bạn cho thêm 1 năm để có thể tìm hiểu sâu hơn về người đó. Đó, thì khi mà nếu mà sau 1 năm rồi, bạn thấy, bạn chắc chắn với cái mối quan hệ đó
rằng là cái người đàn ông đó là một người đàn ông tốt, thì lúc đó bạn sẽ tiến xa hơn và bạn có thể là nói chuyện, thuyết phục mẹ bạn một cách gọi là được hơn, tốt hơn. Bởi vì ít nhất là người lớn họ cũng không có muốn bạn bốc đồng trong một cái mối quan hệ nào cả. Nên khi mà qua thời gian bạn tìm hiểu sâu rồi và bạn vẫn xác định lấy cái người đó, thì chắc chắn là mẹ bạn vẫn có một cái niềm tin nhất định rằng là con của mình nó đã đủ tin tưởng và cái người đàn ông đó đủ tốt để cho nó tin tưởng. Và trong một năm mà để hai bên tìm hiểu thêm đó đó, là để cho thứ nhất là hai bên tìm hiểu thêm về tính cách, về nếp sống, về suy nghĩ. Bên cạnh đó là một năm đó để bạn hiểu được hơn về gia đình riêng của ảnh, về con riêng của ảnh, để xem thử là bạn có hòa nhập, bạn có thể là được con riêng của ảnh đón nhận hay không, và bạn cũng có đón nhận được con riêng của ảnh một cách bình thường là một người mẹ kế nhưng mà thương giống như con mình hay không. Đó, khi lấy nhau rồi á, mình cũng sẽ có đứa con riêng của mình nữa. Thành ra á, một cái mối quan hệ mà con riêng, con chung á, nó sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Có thể là bây giờ bạn chưa từng trải qua, cho nên bạn chưa có biết được là nó sẽ xảy ra những cái mâu thuẫn gì về sau, nên bạn chưa có thể nào mà suy nghĩ được đến cái viễn cảnh đó. Bạn nghĩ mọi thứ nó còn đơn giản. Nhưng mà khi mà về sống chung ở bên nước ngoài với lại cái người đàn ông đó rồi, lúc đó ảnh mà nếu như trường hợp ảnh không có đủ cân bằng giữa vợ mới, con mới và con riêng, vợ cũ, là lúc đó bạn sẽ là cái người mệt trong cái mối quan hệ giữa ảnh vẫn còn vướng víu với vợ cũ và con riêng. Cho nên hiện tại một năm để mà mình có thể là tiến xa hơn đó cũng là một phần để bạn có thể là control được cái mối quan hệ giữa ảnh và gia đình cũ của ảnh, con riêng của ảnh, để bạn xem thử là bạn có thể hòa nhập được với lại cái con người đó hay không, có thể sống và đối diện được với con riêng của ảnh và ảnh hay không. Rồi thêm cái vấn đề trên là tuổi tác là một cái vấn đề cực kỳ quan trọng. Mẹ bạn nói là một cái điều đúng đắn. Nội mà bây giờ cái suy nghĩ của mẹ bạn và cái suy nghĩ của bạn thôi, nó đã hai cái tầng lớp khác nhau rồi. Chẳng hạn trong mối quan hệ này thì mẹ bạn cản, không muốn bạn lấy cái người đàn ông lớn tuổi, nhưng mà bạn khăng khăng rằng lấy người đàn ông lớn tuổi thì bạn sẽ được cưng, được chiều, được yêu thương, và bạn mới cảm thấy được rằng đó mới là cái được sự yêu thương thật sự. Nội mà hai con người, hai thế hệ nó đã có hai suy nghĩ hoàn toàn khác nhau như vậy. Cho nên khi cái người chồng này của bạn sắp xỉ tuổi của mẹ bạn, có nghĩa là về sau khi sống chung một nhà nó sẽ còn rất nhiều những cái mâu thuẫn và nó gọi là âm dương á, tức là một người suy nghĩ một đằng, người suy nghĩ một nẻo á. Cho nên á, là bây giờ một năm đó là thật sự một năm đó là còn quá ít đó. Nếu mà trường hợp bạn, tại vì mình thấy bạn có vẻ cũng muốn vội vàng cưới để mà có thể qua nước ngoài định cư với người đàn ông này, cho nên là mình mới đặt ra thêm một năm. Nhưng mà thật sự á, một cái mối quan hệ mà để có thể hiểu được nhiều hơn, kỹ hơn, thì có khi có người người ta còn mất tới 2-3 năm, 3-4 năm á. Có người người ta mất 5 năm, 6 năm luôn, chỉ là có yêu thôi đó, rồi xong rồi mới dám tiến tới hôn nhân á. Cho nên một năm rưỡi đó của bạn nó vẫn còn gọi là chưa nhiều đâu, thiệt. Thì hiện tại bây giờ là mình nên bình tĩnh và mình đưa ra cái phương hướng đó là mình nên xác định đầu tiên là nói chuyện thẳng trực tiếp với lại cái người yêu, người nước ngoài, cái anh nước ngoài ngoại quốc đó của mình, cho anh hiểu được rằng là hiện tại bạn đang cần control cái mối quan hệ này một cách từ từ, chậm rãi. Chứ bạn không có muốn mà nhanh, đánh nhanh rút lẹ. Bạn phải cho anh biết một cái điều đó để mà ảnh cũng có một cái sự từ từ với bạn một chút. Tiếp theo là bạn cũng phải nói chuyện với mẹ bạn một cách nghiêm túc, chín chắn, để mẹ bạn yên tâm rằng là bạn xác định cái người này sẽ là chồng tương lai, nhưng mà bạn chưa có vội vàng bây giờ, để mẹ bạn yên tâm. Chứ không bây giờ mẹ bạn cứ đinh ninh rằng là bạn khăng khăng lấy anh này liền, xong rồi qua nước ngoài liền, mẹ bạn đang rất là lo đó. Thì cho nên là mình nghĩ là bây giờ bạn nên cân bằng và nói chuyện riêng với hai người này, với mẹ bạn và người chồng tương lai của bạn, để mà có thể họ hiểu, hai bên họ hiểu. Sau đó thì bạn cố gắng control lại cảm xúc của mình, đừng có nên là trong cái giai đoạn tình yêu màu hồng này mà bạn vội vã quá thì nó cũng không nên ha. Thì đây là lời khuyên riêng của Nemo TV. Còn riêng cô chú anh chị mình sau khi nghe xong video ngày hôm nay thì mình có những cái nhận định như thế nào trong cái email này thì có thể chia sẻ bên dưới một comment video hôm nay. Rất cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Giờ thì video xin phép khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị cô chú anh chị ở một video kế tiếp.